làm cỏ là như vậy đó. Ta kêu đi cắt cỏ là như vậy nha mọi người. Có gia đình nào có nhu cầu kêu làm cỏ nhớ kêu Tam Ca Áo Trắng nha. Đội làm cỏ có biệt danh là Tam Ca Áo Trắng. Đây làm cỏ là như vậy đây. Cỏ khô nha. À, quá trình mình nhận rết đầu tiên hả bé? Rết xong rồi cào lá khô vô. Rồi sau đó mới đẩy cái máy cắt cỏ lại một lần nữa. Cái nhóm tụi này hả, chơi thì cũng chơi dữ lắm, làm thì cũng làm dữ lắm. Đây, cuộc sống Canada với nghề làm cỏ. Mọi người search lên cuộc sống Canada làm cỏ nha. Đó, làm cỏ là như vậy nè mọi người ơi. Đây là đi làm cỏ đó nha. Quay cuộc sống Canada mà mọi người nghe nói cuộc sống Canada đi làm cỏ mà mọi người không biết làm cỏ là ra làm sao. Làm cỏ là vậy nè, cắt cái tiền vậy nè. Chạy đâu mất rồi. Trời.